Thưa quý vị, như vậy là các vận động viên ở cự ly 21 km đã nhận hiệu lệnh xuất phát, và ở cự ly này thì chúng ta quy tụ 550 vận động viên, một con số rất là ấn tượng, một con số rất đông so với 164 vận động viên ở cự ly 42 km. Lê Nguyên và Phú Khánh, anh Tú Hân biết không, lần đầu tiên tổ chức giải marathon tại Tây Ninh, tuy nhiên khi mà chúng tôi cập nhật cái số liệu về số vận động viên đăng ký ở các cự ly thì tin chắc rằng là các thành viên trong ban tổ chức và ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên. Lúc đó Lê Nguyên nghĩ là ôi tại sao lại nhiều người chạy được cái cự ly nhiều như vậy. Thật ra thì tôi cũng khá bất ngờ. Khá bất ngờ không phải là vì lần đầu tiên mà Tây Ninh tổ chức mà quy tụ một cái con số là hơn 3.200 người, hơn 3.200 vận động viên ở tất cả 4 cự ly 5, 10, 21 và 42. Tôi bất ngờ là vì một chuyện là thực sự là trong buổi sáng nay cũng có một cái giải marathon, một cái giải marathon Minh Đạm Discovery được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và chính vì vậy thì nó cũng sẽ phải chia lửa, chia quân ra, chia vận động viên ra rất nhiều. Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao mà chắc có lẽ là mọi người muốn đến muốn núi Bà Đen, muốn đến với Tây Ninh ở dịp này, nên cái con số quy tụ cũng khá là ấn tượng. Và rõ ràng là nhìn cái không khí trong buổi sáng ngày hôm nay, từ tờ mờ sáng, 42 km xuất phát. Tôi hay nói vui là 42 km mà các vận động viên chạy là chạy từ tối đến sáng luôn. Có nghĩa là chạy từ khi mà chưa có mặt trời mọc đến khi mặt trời mọc, đến khoảng tầm 8-9 giờ là về tới đích. Nên những hình ảnh như vậy nó gây cho tôi nhiều cảm xúc lắm, nó gây cho tôi nhiều ấn tượng lắm. Và thực sự mà nói, thưa anh Tú Hân, thông qua giải chạy lần này thì ban tổ chức cũng muốn gửi đến hình ảnh về con người cũng như là những cảnh sắc thiên nhiên hiếm có của vùng đất Tây Ninh giàu bản sắc văn hóa này đến với du khách và đặc biệt là các vận động viên trong và ngoài nước. Và cái ý nghĩa Lê Nguyên nghĩ là mang nhiều thông điệp hơn cả, đó chính là bước chạy xanh, là thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường. Ngay cả bản thân tôi và một số bạn trong cộng đồng runner thì cũng đang hướng đến việc cái xây dựng là night run, chạy ban đêm. Và cái việc night run này nó cũng là một cái xu thế mới của thế giới. Và chính vì chạy night run, chạy dưới đèn á, nó thu hút được giới nữ nhiều hơn. Không sợ nắng. Và tôi nghĩ các vận động viên của chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mới nếu mà chúng ta tổ chức những cái cuộc chạy night run như vậy. Và trở lại với chuyên môn của cái Bà Đen Mountain bây giờ, thì tôi nghĩ là cái pace khi mà kết thúc ít nhất là ở cự ly 21 đi. 21 thì nó đơn giản hơn một chút so với 42. Pace của 21 tôi nghĩ là sẽ khoảng tầm 6 hoặc là ít hơn một chút nữa. Wow. Có thể là như vậy. Xin được cảm ơn những thông tin từ góc độ chuyên môn của anh Tú Hân vừa chia sẻ. Thưa quý vị, trên màn hình thì quý vị vẫn đang thấy là hai vận động viên dẫn đầu của về thể lực để có thể về đích, thì tôi đang rất là muốn tìm hiểu thông tin này từ góc độ của một người là không có quá nhiều đối với các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là marathon này đâu. Sơn Vương với một bạn.
vâng, tôi xin được ngắt lời của anh Tú Hơn một chút xíu. Trên màn hình không biết là quý vị khán giả có thấy một hình ảnh rất là đẹp không ạ? Theo tôi nghĩ đây là hình ảnh của một cái màn cầu hôn thì phải. Vâng, chính xác là một màn cầu hôn. Chính xác là một màn cầu hôn. Vâng, quý vị thân mến, rất là tuyệt vời. Xứng đáng có cả một tràng pháo tay của tất cả chúng ta.